Đó, một tháng một lần nha anh em. Em sẽ giảm giá kịch sàn cho anh em chơi. Cứ một tháng một lần, khoảng chừng tầm mùng 10 hàng tháng em sẽ có cái clip giảm giá, đại hạ giá cho anh em chơi luôn. Đây là cái cưa Hàn Quốc đó, với chiều dài là 24 phân đó, chiều dài của cái lưỡi á là 21 phân nha anh em. Cái cưa này là cưa Hàn Quốc xịn đàng hoàng nha đó, rất là dày, cái lưỡi rất là dày luôn đó. Một tháng thì em sẽ có một clip đại hạ giá những cái mặt hàng trên cái bàn này ha. Đại hạ giá cho anh em chơi luôn. Đây có hai cỡ ha, hai cỡ một tháng đại hạ giá một lần luôn. Cưa Hàn Quốc đó nha, chính hiệu, không có hàng nhái hàng giả gì đây đây hết á. Này bao, mặc dù là giảm giá cho anh em nha, nhưng mà cho anh em thử hàng trước khi thanh toán tiền nha. Đó, anh em không cần phải thanh toán tiền trước nên anh em hết sức yên tâm. Một tháng hạ giá một lần, một tháng khuyến mãi một lần luôn, giảm từ 10 đến 20% luôn. Chiều dài tổng cái lưỡi này là 21 phân anh em, đúng cái số người ta ghi trên cái cưa này. Đó, 210 mm ha. Còn bề rộng là 4 4 phân cả cả cả, cả cái răng anh em. Còn bên trong là 3 phân rưỡi. 3 phân rưỡi bề rộng cái lưỡi ha. Thì cây này bình thường là em giao lưu là 230 ngàn đó nha. Thì hôm nay em sẽ giảm giá cho anh em kịch sàn luôn. Là 195 ngàn. Em sẽ bao ship tới nhà anh em chơi luôn ha, 195 ngàn. Nhanh tay. Có ngay một cái cưa Hàn Quốc xịn. Bảo cho anh em test thử hàng trước khi thanh toán tiền, không cần phải thanh toán tiền trước. Uy tín chất lượng của anh em luôn ha. Đó. Mỗi tháng có một clip hạ giá một lần luôn. Một trăm chín mươi lăm ngàn có ngay cái cưa Hàn Quốc. Rồi tiếp theo đây là cái cưa hàng gia công Việt Nam, thép này là thép Nhật anh em, nhưng mà gia công tại Việt Nam. Mặc dù là hàng Việt Nam, gia công tại Việt Nam, nhưng mà cái nó rất là chất lượng anh em. Cây cưa này là bao cho anh em xài luôn. Chiều dài cái lưỡi này á, là 23 phân. Đó. Nó gập vô đây, cưa mới 100% nên nó rất là bót ha. Đó. Này cho anh em test hàng, thử hàng tại nhà. Thì cái loại này em sẽ không công khai giá nha, nhưng mà giá giao lưu mềm với anh em chơi luôn. Rồi tiếp theo nữa là cái cặp xéo thép trắng không rỉ, này là hàng Đài Loan, xịn, trong mấy hàng tầm 7 ha, hàng Đài Loan đàng hoàng luôn. Đợt này giao lưu giá mềm bên em chơi luôn, giảm giá luôn. Một tháng một lần giảm giá vậy đó, cứ mùng 10 ha, mùng 10 hàng tháng em giảm giá kịch sàn cho anh em chơi luôn. Đó. Đây, anh em nhìn hai cái lưỡi đây. Đó, nó sát rạc nhau vậy ha. Giảm giá kịch sàn cho anh em chơi luôn. Đây. Nè, em bấm lên anh em xem nè. Đó. Bấm giấy ha. Đứt ngọt luôn, không phải cù nhanh nha. Với chiều dài của tổng cái lưỡi, tổng cái cây cạp này á, là 21 phân nha anh em. 21 phân. Đó, bấm đầu đứt đó. Giá mềm xèo cho anh em chơi luôn. Đó. Thì cây này em sẽ giao lưu với anh em là 380 ngàn. Đó. Như bình thường cây này á, là 420 ngàn nha. Em giảm một lần 40 ngàn cho anh em luôn, và bao phí ship cho anh em luôn. Bao phí ship tới tới nhà anh em luôn. Lâu lâu mới có một cái clip đại hạ giá này cho anh em chơi ha. Một tháng một lần. Một tháng một lần đại hạ giá luôn. Hạ giá kịch sàn, khuyến mãi kịch sàn luôn. Rồi nhanh tay ha, nhanh tay gọi điện qua hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình. Đó, vừa là số điện thoại liên lạc hoặc là nhắn tin qua Zalo nha anh em.
21 phân này, anh em cứ gọi điện qua số điện thoại hoặc là nhắn tin qua số điện thoại đó cũng được, số Zalo đó, vừa là số liên lạc vừa là Zalo luôn nha. Rồi tiếp theo nữa là cây cặp tròn thép đen. À, cặp tròn thép đen, cặp tròn thép đen nha. À, với chiều dài là 21 phân đây, 21 phân. À, rất là sát, hai lưỡi rất là sát. Này là hàng Đài Loan, chất lượng hàng nhất nha anh em, không phải hàng vớ vẩn nha anh em, chất lượng luôn. À, đợt này giảm giá kịch sàn cho anh em chơi luôn. À, cây này á như bình thường là em giao lưu là 380 đó, thì hôm nay em sẽ giảm giá cho anh em 30.000. Loại nhất mà bán với giá loại hai luôn, à, giao lưu với giá loại hai cho anh em chơi luôn. À, 350 nha nè, bao ship tới nhà anh em luôn, bao ship tới nhà luôn. À, anh em không cần phải trả tiền trước ha. À, anh em cho anh em thử hàng tại nhà, à, rồi anh em thanh toán trực tiếp cho nhân viên, không cần phải thanh toán tiền trước. À, anh em thấy không? À, giấy mà cắt đứt như này, không có cù ngay nha anh em. À, chứng tỏ hai cái lưỡi nó rất là sát với nhau nha. À, lưỡi không sát, không có cắt đứt tờ giấy được như vậy đâu. Đó. Nên anh em hết sức yên tâm ha. À, cho anh em thử hàng giống đúng với cái clip đang quay luôn. À, đúng hàng chất lượng vậy luôn ha. Không phải là giới thiệu cái này rồi gửi cái khác đâu. À, rồi 350 bao ship, bao ship tới nhà cho anh em luôn. À, tiếp theo nữa là em có một cái hai cái cây để đục đây. Một cây đục này, đục đục móng. Đây là hàng Việt Nam nha anh em, hàng gia công tại Việt Nam. À, thép này là chất thép của nhíp xe đó anh em, làm từ nhíp xe ra ha. Này. À, giảm giá kịch sàn cho anh em chơi luôn. À, cái này á em sẽ giao lưu với anh em là 45.000 một cây. Và em không bao ship ha. Này em không bao ship. Những cái này mà bao ship nữa không còn gì luôn á. À, cái này anh em có thể là mua kèm. Đó, mua kèm những cái mặt hàng khác ha. Anh em mua một cặp này nè. À, anh em mua kèm một cặp, anh này em cũng không bao ship được nha. À, một cặp này chỉ có 9 chục thôi, một cây là 45.000. Anh em có thể là mua kèm đây. À, thông số đây. Ừ, thông số ha. Ừ, nó cũng có cỡ dài hơn ngắn hơn. Ừ, thì đây cái cây này giao lưu đúng cái cây này ha. Đó, còn cây này cây đục dẹp. Ừ, cũng là hàng Việt Nam luôn. Ừ, làm từ nhíp xe nha anh em. Đó, làm chiếc nhíp xe. Đợt này khuyến mãi đại hạ giá cho anh em chơi luôn, 45.000 một cây. Ừ, không có đâu có cái giá này đâu, 45.000 một cây. À, cái này thì không bao ship được, tại 45.000 bao ship không còn gì luôn á. À, ship hết 30.000 rồi, 30.000 là thấp á, là ít á. Ừ, thường bình thường là 35.000 nha anh em. Đó. Rồi thì cái này anh em có thể là mua để mua kèm theo một số cái mẫu khác, cái sản phẩm khác ha. Rồi tiếp theo nữa là cái kéo tỉa. À, kéo tỉa này có cái lúc trước giờ em cũng giao lưu rất nhiều rồi, này nó có một cái khác. À, tức là cái nó có cái răng rất là nhuyễn vậy đây. À, ở bên ở cái lưỡi đó ha, rất là nhuyễn. Tác dụng của nó là giữ cái cành này nó không chạy cái cành về trước nha anh em. Đây. Cái răng rất nhuyễn của cái lưỡi bên dưới anh em thấy không? À, răng rất là nhuyễn nha ha. Rồi. À, có cái răng rất là nhuyễn. À, cái răng này á tác dụng của nó là khi anh em kẹp anh em cắt cắt như vậy đây, thì cái cành nó không có chạy về trước, nó sẽ bám cái cành lại
một số cái mẫu kéo khác thì nó không có, thì anh em kẹp có thể là nó chạy cái cành về trước ha. Ừ. Thì cái này đợt này em giao lưu với anh em là 65 ngàn thôi. Ừ. Không bao ship ha, cái kéo tỉa là 65 ngàn không bao ship, anh em có thể mua kèm. Rồi tiếp theo nữa là một cây kéo cắt hàng Nhật. Ừ. Đây hàng Nhật đàng hoàng nha, chứ không phải hàng vớ vẩn nha anh em. Ừ. Đợt này giao lưu cho đại hạ giá cho anh em chơi luôn. Ừ. Mềm xèo của mèo luôn. Đó. Đây nó có một cái lò xo sư cua bỏ vào đây. Đó. Anh em nhớ kiểm tra cái lò xo sư cua ha khi anh em nhận hàng. Ừ. Rồi. Đây, kéo mắt Isaban. Mắt Isaban. Đó. Nhật đàng hoàng nha. Chiếc thép SK5. Anh em nhìn cái cạnh nè, nó rất là sắc nét. Góc cạnh rất là sắc nét nha. Nó bo rất là tròn. Nhìn những con ốc này anh em biết rồi nè. Là hàng chất lượng rồi ha. Nhìn con ốc là biết là hàng chất rồi. Đây là cái kéo có chế độ tự mài anh em, có cái lẫy nè, đẩy xuống. Đó. Chế độ tự mài đây, đây là cái vị trí tự mài. À, sau khi quá trình chúng ta cắt á, nó tự nó mài nha. À, cắt thử cho anh em nè, cắt giấy ha, ngọt ngay luôn, ngọt ngay con gà tây luôn. Đó, quá chất lượng luôn. Đó. Đó anh em, bén ha, siêu bén. Đó. Rồi, cái này em sẽ giao lưu với anh em là 120 ngàn thôi. Đó, giá mềm xèo luôn. Mà không bao ship nha anh em. Những cái này em 120 ngàn mà em bao ship nữa nó không còn gì luôn á. Nên cái này anh em có thể là mua kèm ha. Ví dụ anh em mua cái cưa kèm theo cái kéo nữa. Cành nào lớn thì anh em dùng cái cưa, anh em cưa, cành nhỏ anh em dùng cái kéo này anh em cắt nó phù hợp ha. Đó. Hoặc là mua kèm cái cạp. Đó. Còn anh em mua riêng thì anh em chịu phí ship giùm em nha. Ừ. 120 ngàn một cây. Quá rẻ luôn, rẻ hơn ngoài chợ luôn, rẻ hơn giá ngoài chợ luôn. Anh em cầm 120 ngàn ra ngoài chợ không mua được cái kéo nữa đâu. Này. Chiếc thép SK5 đàng hoàng, rất là sắc sảo. Nhìn con ốc là thấy nó khác rồi. Ừ. Kéo cái kéo tỉa đang vậy anh em à. Nhìn con ốc là anh em thấy nó khác rồi ha. Rồi cái kéo này chỉ có 120 ngàn thôi. Rẻ ơi là rẻ luôn. Nhưng mà không phải là hàng đẻo nha anh em, hàng chất lượng đàng hoàng, hàng Nhật đàng hoàng. Cho anh em test hàng, cho anh em thử hàng trước khi thanh toán, không cần phải thanh toán tiền trước, uy tín chất lượng cho anh em chơi luôn. Xịn đàng hoàng, không phải hàng vớ vẩn ha, nên anh em mất hết sức yên tâm. À, nhìn mấy con ốc này nè, anh em thấy rồi, nó chất lượng này ha, đừng có nói là nhìn cái gì ha. Rồi anh em nhanh tay chốt sản phẩm ha, nếu mà hợp cả quá đã. Một cái kéo mà chỉ có 120 ngàn thôi. Nhìn cái chế độ tự mài luôn. Có lò xo sư cua cho anh em chơi luôn, quá đã, quá rẻ luôn. Rồi đợt này em có cái kềm cắt nhôm. Đây là hàng Đài Loan. À, giá mềm xèo cho anh em chơi luôn. Mềm xèo cho anh em chơi luôn. Đây. Với chiều dài của cái cây này á là 18 phân anh em. À, để em ra em lấy cây cọng nhôm em cắt thử cho anh em xem ha. À.
Đây, cộng nhôm này. À, khi cắt ha, cắt này. À, bây giờ mới đâu đâu cắt hai anh em. À, cái lớp phủ đen này nè. À, sau khi cắt á, là nó bị tróc ra nè, tróc ăn cái lưỡi nha anh em. Chứng tỏ cái này là mới nha, chưa cắt nha anh em. À, bây giờ hôm nay em mới test này anh em. Anh em đừng nhìn vô thấy nó có dấu cắt, nói đối thủ nói em là hàng xài rồi, không phải nha. À, hôm nay em mới test nè, hàng mới 100% nha. À, đó nó tróc đây ha. À, chứng tỏ cái hàng này hàng mới nha. À, thì hôm nay em mới cắt nó mới tróc ra đây. À, tróc về cái thần răng á. Đó, phủ một cái lớp sơn đen nè. À, giờ cắt xong nó bị tróc ra nè, anh thấy không? Đó, nó trắng nè. Đó, chứ về anh em nói đừng cái kềm này cắt rồi nha anh em, tội nghiệp em. Đó, đó này, kềm cắt nhôm nha. Ừ, chuyên dùng để cắt nhôm. À, cho bonsai đó. À, thì cái này em sẽ giao lưu với anh em là 235 ngàn. Em sẽ bao ship 235 ngàn, quá rẻ. Quên xin lỗi nha anh em, 275 ngàn. Nhầm nhầm, 275 ngàn em sẽ bao ship tới nhà cho anh em luôn ha. À, tiếp theo nữa là cây cũng là kìm cắt nhôm nhưng mà thép trắng. Thì cây này nó dài là 21 phân, nó dài hơn cây kia 3 phân nha anh em, nó lớn hơn. Thì cây này thép trắng không rỉ. Đó, cây này thì giá nó cao hơn cái kia. Đó, nhưng mà cũng rất là mềm cho anh em chơi luôn. Đó, anh em nhìn thấy không, rất là sắc nét. Này, cắt thử cho anh em xem để coi cái này bao nhiêu này. Cái này nãy chưa đo nè. Đó, cái này là 18 phân rưỡi, 18 phân rưỡi. Đó, còn cây này là 21 phân, cái này là 21 phân. Đó, hàng Đài Loan nha anh em chứ không phải vào hàng vớ vẩn nha, hàng Đài Loan. Hàng Đài Loan luôn, rất là chất lượng cho anh em chơi luôn. À, cắt đương nhiên nó phải êm hơn cái cây kia rồi anh em. À, nó nhẹ tay hơn cái kia rất là nhiều. Nó không đứt, không có hỗn bằng cái thằng kia này, này thấy không? Cái này nè, à, đứt nó hỗn hơn. À, được, nó hỗn hơn ha. Tiền nào của đó anh em ơi. Cắt đứt nó không có một cách êm ái, từ từ nó đứt, nó làm cái bụp vậy đó. Còn cái này á, nó làm êm ái từ từ lắm. Cái cây bonsai của chúng ta mà nhiều khi nó cắt mà nó dính trong cái cây đó, chúng ta cắt rất là êm ái nhẹ nhàng đó. Cây thép trắng á, thì em sẽ giao lưu với anh em là 350 ngàn, 350 ngàn ha, 350 ngàn và cũng bao ship luôn. Còn đây là cây dao ghép. Cây dao ghép rồi, cây dao ghép này. À, cây dao ghép hàng Nhật nha anh em, hàng Nhật rất là bén luôn, hàng Nhật rất là xịn, rất là bén. Rồi cái dao ghép này em sẽ giao lưu công khai giá với cho anh em chơi luôn. Là 180 ngàn. Em sẽ bao ship ha, 180 ngàn bao ship tới nhà anh em chơi luôn. À, được cái đại hạ giá cho anh em, khuyến mãi cho anh em chơi luôn. À, 180 ngàn thôi, có ngay một cái con dao ghép chất lượng hàng Nhật đàng hoàng luôn. Chỉ có clip hôm nay thôi nha anh em. Bán cái nào bán rồi thì em đã bán rồi nha. Chỉ có clip hôm nay thôi. Đó, 180 ngàn có ngay một con dao thép Nhật. Dao ghép hàng Nhật đàng hoàng nha anh em, Nhật nhập.
Rồi anh em nhanh tay lựa chọn cho mình những sản phẩm ưng ý nhất nha. Anh em gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo cũng là cái số điện thoại em để trên màn hình để được tư vấn và giao lưu nhiều cái mặt hàng khác nữa, có cả đục kia đầy đủ anh em. Rồi xin chào, hẹn gặp lại.